thì là không thấy được điều đó một cách rõ ràng. Và tôi lại xem những cái tình huống đó, tôi có cảm giác là tình huống thứ hai là tình huống Tiến Dũng mới chạm chân vào ở chân của tiền đạo đội tuyển Nhật Bản. Nhưng xem cái tình huống quay chậm trước mặt, cái cam trước mặt thì nhìn thấy điều đó rõ hơn. Rõ ràng là VAR đã mang lại cho chúng ta một cái tình huống may mắn khi mà đội trưởng đội tuyển Nhật Bản ghi bàn mà bằng tay. Nhưng sau đó thì VAR cũng đã có một cái quyết định, tôi cho rằng về góc độ chuyên môn là chính xác. Tôi nghĩ là công bằng thôi. Vâng. Một phán quyết rất là công bằng, không phải là sự may mắn ở đây đúng không ạ? Vâng, một trận đấu có thể nói là lịch sử của đội tuyển Việt Nam khi mà lần đầu tiên chúng ta lọt vào một tứ kết của một Asian Cup mà không được tổ chức trên sân nhà, và cũng là lần đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng tại Asian Cup, trận đấu đầu tiên luôn. Ở vòng 1/8 thì chưa có, ở vòng đấu này thì bắt đầu được đưa vào áp dụng, và ngay lập tức thì VAR đã có tiếng nói của mình trong đây, cả hai tình huống này. Không phải là tình huống cam trước mặt, chỉ là bên hông. Thực tế thì phải nói rằng ông Hassan, ông Christopher Beat ngày mai đã làm việc rất là trách nhiệm. Chúng ta thấy là cái khoảng trao đổi giữa ông Christopher Beat và ông Hassan trước khi ông quyết định theo dõi lại vào công nghệ VAR, tôi nghĩ phải kéo dài đến gần 2 phút. Ông liên tục chỉ tay là cứ từ từ, về phía Đặng Văn Lâm là bình tĩnh, liên tục trao đổi và thực sự là tôi nghĩ rằng bản thân họ cũng có những áp lực khi đây là trận đấu đầu tiên mà công nghệ VAR được sử dụng tại Asian Cup, và họ muốn rằng cái việc sử dụng đó phải thật sự công bằng. Rất nhiều trọng tài ở trong phòng VAR họ đã đưa ra quyết định. Có một trọng tài người Italia nữa, ông Vanteri. Đó là một trong những người tham gia đào tạo công nghệ VAR cho World Cup. Chính xác là như vậy.